quay clip đấy được 200 đồng mà cả nửa tiếng của em mà vừa kiếm bao nhiêu. Kẹo rồi mua bao nhiêu dừa cũng gặp mấy lần. Thu âm hết rồi nha. Chào tất cả các bạn. Thường thì chúng ta quay những cái chậu lớn ấy, sau khi quay xong chúng ta sẽ quay miệng. Những cái chậu lớn chúng ta quay miệng thì chúng ta cảm thấy nó không nản lắm, nhưng mà những cái chậu nhỏ mà nhỏ thì quay miệng nó rất là lâu và nó rất mất nhiều thời gian, bởi vì là cái giá chậu mà bán những cái chậu nhỏ thì nó sẽ không xứng đáng với cái công quay miệng. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn là đây, mình sẽ quay một, đây là cái bộ khuôn miệng, ba cái miệng chậu mình kết hợp vào. Ở đây là miệng chậu 5, chậu 7, chậu 9, ba cái miệng chậu này kết hợp vào một. Hôm nay sẽ làm video cho các bạn xem luôn là cái cách quay ba cái miệng chậu như thế nào và cái hiệu quả của nó như thế nào nhé. Các bạn xem mà cảm thấy ưng cái bụng thì nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho mình để mình sẽ ra những cái video hữu ích khác cho các bạn trong thời gian sắp tới. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn nên bỏ cái vòng sắt vào thời điểm này nha, để ngày mai khi mình lật cái miệng chậu nên nó sẽ cứng hơn, nó khó bị bẻ hơn. Bởi vì có nhiều cái trường hợp là ngày hôm nay chúng ta quay miệng nhưng mà đến ngày mai chúng ta quay cái chậu lên đó luôn, cho nên là mình nên bỏ cái vòng sắt vào thời điểm này. Đến cái công đoạn cuối cùng là chúng ta cắt những cái lớp hồ thừa ở phía mép của cái miệng chậu và những cái lớp màng mà nó nối giữa cái miệng này với cái miệng khác. Các bạn có thể chế một cái khuôn khác rồi chúng ta cắt bằng khuôn luôn thì nó rất là chính xác và nó nhanh. Tuy nhiên thì nếu chúng ta làm edit thì chúng ta có thể cắt bằng tay cũng giống như tôi đang làm đây. Nó cũng không có lâu đâu, chúng ta cắt một thời gian thì nó cũng sẽ quen.
về cái độ chuẩn và cái tốc độ. Chậu đã xong nha các bạn, ba cái miệng trong một cái khuôn, quay này nó rất hiệu quả. Ngày mai sẽ lật lên để làm chậu nha các bạn.